Tái của Chúa mà con ở nhà lá, Chúa cho con villa. Và mình luôn luôn có những đòi hỏi đầy đủ hơn, ngon hơn, đẹp hơn, vinh hiển hơn. Lúc đó mình mới rằng cảm ơn Chúa. Còn nếu không thì không cảm ơn Chúa. Cho nên chính những cái hơn này nè, nó làm cho tôi với quý ông bà anh chị em phá vỡ đi cái giới hạn của sự thỏa lòng, và mình bị đắm chìm trong cái dục vọng, khiến cho mình là con cái của Chúa mà không có bình an. Có đôi lúc tôi với quý ông bà anh chị em phải đặt cho mình một cái nickname. Đôi lúc con cái của Chúa, chúng ta thấy những người phương Tây họ thường lấy tên của Kinh Thánh để đặt, đúng không ạ? Ví dụ như Daniel, Nguyễn hay cái gì đó. Rồi người Việt của chúng ta, đa số những người Phật giáo đó thì họ thường lấy cái họ thích. Thì tôi nghĩ rằng đôi lúc trong giới Tin Lành của chúng ta, chúng ta cũng cần phải đổi tên là thích đủ thứ. Chú cho cái này rồi chưa chịu, cho nên đòi cái khác nữa. Và cuối cùng mình không phải là con cái của Đức Chúa Trời, mà mình là thích đủ thứ. Chúng ta mang cái cách sống của người đời, và mình lý luận rằng đó là nhu cầu chính đáng, đó là nhu cầu cần thiết. Nhưng hãy nhớ rằng Chúa ban cho chúng ta đó đủ ăn đủ mặc, có nghĩa là Chúa cung ứng cho tôi với ông bà anh chị em đủ nhu cầu thiết yếu, chứ không phải Chúa ban cho chúng ta nhu cầu theo điều chúng ta muốn. Mà ngày hôm nay thì con cái của Chúa, chúng ta thường vượt qua giới hạn này do cái điều kiện của xã hội. Ví dụ như trước đây ông bà anh chị em đi thăm viếng ấy, mà nếu quý ông bà anh chị em đạp xe đạp đi thăm viếng thì dễ không? Nhưng mà nếu ngày hôm nay đạp xe đạp đi thì quý ông bà anh chị em có đạp xe để đi thăm viếng trong niềm vui nữa không? Có đôi lúc điều kiện vật chất nó cũng làm cho tôi với quý ông bà anh chị em trở nên những con cái Chúa hư ở trong nhà của Chúa. Hầu vì Chúa trước đây dễ dàng với điều kiện này điều kiện kia sớm hơn bất kỳ phương tiện nào, nhưng ngày hôm nay là có điều kiện. Khi có xe mà phải là xe tay ga thì tôi mới đi thăm được. Cái đạp xa quá đổ mồ hôi. Hội thánh phải lo cái gì ít nữa cũng có một cái ly nước chanh hoặc là ly cà phê đá giải khát tôi mới đi thăm. Mùa mưa hội thánh còn phải cho ít nữa là có bộ áo mưa tôi mới đi thăm chứ. Biểu đi thăm không có gì hết trơn. Trước đây khác, bây giờ khác. Mà trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 9 câu 10 nói rất rõ. Còn những kẻ muốn nên giàu có ắt xa vào cám dỗ mất bảy giờ, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại, mà đưa đến chỗ bị hủy diệt hư mất. Không phải là chúng ta không được phép làm giàu, nhưng vấn đề ở đây là mỗi người trong những cái hoàn cảnh khác nhau Chúa ban cho, và chúng ta bình an với những gì mà Chúa ban cho. Và nếu Chúa cho có cơ hội thì mình phải nắm lấy để mình làm được điều gì đó cho chính mình và cho những người khác. Và ngay cái tuổi đời của tôi với quý ông bà anh chị, xin Chúa cho mình ngày hôm nay không phải là tích lũy để mình làm giàu, nhưng mà tất cả những gì mình có, xin Chúa cho con biết phục vụ, biết chia sẻ cho anh em con. Và đó là niềm vui, đó là hạnh phúc của một con người ở trong tuổi tác như chúng ta để chuẩn bị về với Chúa. Và khi chúng ta sống như vậy, có nghĩa rằng chúng ta bình an. Từng ngày đi qua trong cuộc đời của chúng ta là những ngày thực sự ý nghĩa để chúng ta sống ở trong ơn của Chúa đối đãi. Phước hạnh của một người theo Chúa đó là bình an. Vừa David ông nói ở trong Thi Thiên thứ 4: Chúa khiến tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dầu khi chúng nó có lúa mì, rượu nho dư dật,
Nhưng hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được yên ổn. Nếu chúng ta tin cậy Chúa, nếu chính Chúa là ý nghĩa cho cuộc đời, thì tôi và quý ông bà anh chị em sẽ sống bình an ở trong mọi cảnh ngộ. Chúng ta sẽ có vấn đề chứ không có nan đề. Cuộc sống của chúng ta có những vấn đề để mình đối diện, nhưng đó là những thách thức, đó là những vấn đề để chúng ta có thể cậy ơn của Chúa Thánh Linh để khôn ngoan giải quyết tình huống này, giải quyết tình huống kia, và mình tiếp tục thấy cuộc sống của mình nó lý thú, ý nghĩa và kinh nghiệm quyền năng của Chúa nhiều hơn. Cho nên chúng ta có thể nghèo tiền, nghèo bạc, chúng ta có thể khó khăn điều này, điều kia, không có danh vọng như của đời, nhưng có một điều chúng ta có mà người đời không có được, đó là phong phú về quyền năng của Đức Chúa. Sống như vậy thì chúng ta mới bình an, mới vui thỏa. Điều thứ tư tôi thưa với quý ông bà anh chị em, trở về với Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 6, sự tin kính cùng khỏa lòng ấy là một lợi lớn. Một người khỏa lòng là một người tập chú vào trong đời sống tâm linh. Chiều nay tôi sẽ nói một ít về điều này với quý ông bà anh chị em để chúng ta có niềm vui. Nhưng ở đây là Chúa dạy cho chúng ta, khi chúng ta có khỏa lòng, có nghĩa là chúng ta có định hướng, chúng ta có lý tưởng để sống, và chúng ta biết mình sống ở đây để làm gì và sống như thế nào. Còn nếu chúng ta không có được cái nhìn đó thì chúng ta đang lây hoay, đang bất an, đang có những suy tư tại sao như thế này, tại sao như thế kia, rồi mình sống ở trong danh phận làm con của Chúa nhưng có nhiều gai góc chà chôm, nó làm cho nghẹn ngòi đời tâm linh của quý ông bà anh chị. Tôi nhớ khi tôi hầu về Chúa ở tại Phước Bình, có một người tín hữu khi họ gặp gỡ Chúa tươi mới, họ chờ đợi đến cái giờ được đi thờ phượng Chúa, đến nỗi họ thắp đèn cấy ruộng trong tối thứ bảy để sáng Chủ nhật kịp đi nhà thờ thờ phượng Chúa. Nhưng mà tôi lại gặp một người tín hữu khác, khi tôi đổi đến một nơi khác hầu việc Chúa, có một anh em họ cầu nguyện, họ xin tôi cầu nguyện là xin thầy cầu nguyện để cho chúng tôi có công ăn việc làm, rồi có cơm ăn áo mặc để dành thì giờ ưu tiên thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa. Nhưng mà khi anh chị này làm ăn khá giả lên, Chúa ban cho bắt đầu có một cửa hàng, hai cửa hàng, khách khứa thật nhiều, không phải đi nhóm. Tôi đến thăm hỏi tại sao anh chị lại không đi nhóm được. Chú cho thầy ơi, bây giờ bận quá chừng bận, khách khứa cứ đổ vô, họ mua ngày Chủ nhật mà hết cửa hàng này cửa hàng kia, mà em đi nhóm một cái nhân viên nó gọi liên tục cho nên ngồi trong nhà thờ cũng không yên. Như vậy thì thỏa lòng ở đâu? Cái ưu tiên cho đời của mình là ở đâu? Rồi có những cái cam kết giữa mình với Chúa ngày nào đó, bây giờ mình xóa mất cái cam kết đó. Hồi đó con nói vậy nhưng mà bây giờ không phải vậy Chúa ơi. Nên mình không có tập chú vào trong đời tâm linh của chúng ta. Và có đôi lúc tình cảm, hoàn cảnh gia đình, tiền bạc, danh vọng, những cái ham muốn khác, nó trở nên gai góc làm nghẹt ngòi hạt giống đạo, đời tâm linh, lòng tin kính của tôi với quý ông bà anh chị. Đây là câu kinh thánh mà quý vị quen thuộc lắm, được chép ở trong Luca đoạn 8 câu 14. Phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng giàu sang sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi đến nỗi không sanh trái nào được chín. Làm tín đồ nhưng thực sự không có tin kính, có danh mà không có thật. Cho nên một người tín đồ như vậy thì nửa đời nửa đạo. Nhưng Chúa dạy chúng ta ở đây là con cái của Chúa,
chúng ta phải sanh sản ra trái ngọt. Chúa là gốc nho, chúng ta là nhánh. Khi chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta sinh ra lắm trái, có những kết quả, có những lan tỏa cho những người khác, để có thể người khác nhìn vào đời sống của con cái của Chúa. Khi chúng ta sống đúng với thứ tự ưu tiên, nó sẽ có hoa thơm, trái ngọt. Còn nếu không thì chúng ta giàu có đi nhà thờ, thì xác ngồi ở đây nhưng mà lòng đang ở đâu đó, bởi vì nhiều lo lắng, nào là những cuộc hẹn, nào là những hợp đồng gì đó vân vân, nào là ngồi ở đây nhưng mà ở nhà không biết ông chồng mình ra sao, bà vợ mình thế nào, con mình ra sao, đủ thứ chuyện nó làm cho chúng ta bị chi phối. Và như vậy không còn thực sự là tương giao với Chúa, không còn thực sự là thờ phụng Chúa nữa. Lời Chúa nhắc ông bà anh chị em hãy tự giữ lấy mình, vì ở trong sự ăn uống quá độ, sự say sưa lo lắng đời này sẽ làm cho anh chị em trở nên người bị mê man trong phần thuộc linh ngay ở giữa đời này. Có một câu chuyện kể lại rằng có một bà cụ vốn là một người nữ tin kính trong hội thánh. Bây giờ lớn tuổi cho nên bà cũng bị một chứng bệnh khá trầm trọng, phải nằm một chỗ. Vị mục sư đến thăm bà cụ trong những ngày cuối đời vì sức đã mỏi mệt. Mục sư hỏi bà rằng: bà cụ ơi, bà có điều gì vui không? Bà cụ nói rằng: sao không vui được mục sư, tôi vui lắm, mặc dầu không đi đứng được nhưng tôi nằm ở tại giường đây bên cạnh cái cửa sổ, mỗi ngày tôi đều nhìn ra bên ngoài thấy ánh mặt trời, đều nghe tiếng chim hót. Và có một con chim, đó là con chim cổ đỏ, nó vẫn thường hót cho tôi nghe, giọng hót của nó rất ngọt ngào thanh tao. Mục sư hỏi tiếp: bà cụ ơi, như vậy thì có lúc nào mà buồn không? Bà cụ nó cũng có, nhất là những khi trời mưa, nên nhiều điều tưởng tượng lắm mục sư, nhưng mà buồn chỉ có một chút thôi. Mục sư nói: sao vậy? Bà cụ nói rằng: đơn giản lắm, bởi vì cũng với cái con chim cổ đỏ đó, trời nắng hay trời mưa, tất cả những loài chim khác nó đi tìm chỗ nó núp hết, nó không có hót nữa, nhưng mà kỳ lạ thay, Chúa cho tôi có một con chim cổ đỏ, dầu mưa gió nó vẫn không chạy trốn, nhưng mà nó vẫn đậu ở bên cạnh cửa sổ đó và nó hát cho tôi cả khi nắng lẫn khi mưa, cho nên tôi được yên ủi vô cùng. Ngay khi trời mưa mình vẫn không cô đơn, ở đó vẫn có nguồn vui, con chim cổ đỏ kia vẫn có thể cất cao giọng hát, thì tại sao tôi không vui được ngay khi Chúa cho phép cuộc đời mình có những mưa bão? Mục sư nghĩ rằng mình là đầy tớ Chúa người chăn đến yên ủi bà cụ này, nhưng không, bà cụ này lại là một sứ giả mà Chúa đem đến nhiều bài học để yên ủi cho ông. Bởi vì một con người tin kính là một con người thực sự thỏa lòng ở trong mọi cảnh ngộ, khi trẻ hay khi về già, lúc khỏe hay lúc yếu đau nằm trên giường bệnh, vì tin chắc rằng Đức Chúa Trời chăm lo cho cuộc đời mình, Chúa có trách nhiệm. Người này là một người thích nghi với mọi hoàn cảnh. Người này là người tin cậy Chúa và bình an trong tay Ngài, nhắm đến những gì thuộc linh chứ không phải thuộc về đời này, và nhìn thấy rằng Chúa vẫn cho nguồn vui ở trong cuộc đời mình bởi những dấu hiệu này, bởi dấu hiệu kia, mặc dầu có lúc nắng gay gắt hay là trời mưa bão trong cuộc đời, ở đó vẫn có thể cất cao tiếng hát từ trong lòng mình, hòa với thế giới xung quanh, tạ ơn Chúa, sống vui mỗi ngày ở trong ơn của Chúa Trời. Tuổi tác của chúng ta không còn bao nhiêu ngày nữa, thưa ông bà anh chị,
Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em sống mỗi ngày sáng sớm cảm ơn Chúa cho con còn sống, cảm ơn Chúa cho con còn khỏe, còn minh mẫn, và xin cho con sống một ngày hôm nay sống vui với mọi người, sống có ý nghĩa cho Chúa. Và nếu bây giờ Chúa cất con đi, hallelujah, con sẵn sàng đi với Chúa, không có gì nuối tiếc nữa.